Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Lệ Quyên bất ngờ xăm trổ, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán là vì mê mệt Lâm Bảo Châu. Trên Instagram, Lệ Quyên mới đây hào hứng khoe hình xăm mới. Theo đó, hai chữ lốp xuất hiện trên cổ chân nữ ca sĩ. Khi đăng ảnh, cô còn đính kèm inco trái tim. Hình xăm này của Lệ Quyên được nhiều người cho là ghi dấu ấn tình yêu với Lâm Bảo Châu. Có vẻ như giọng ca 8X đang rất hạnh phúc trong mối quan hệ tình ái. Tuy nhiên, quan sát một số hình ảnh trước đây của Lệ Quyên, có thể thấy cô đổi hình xăm sành sạch ở vị trí này, mỗi lần là một hình khác nhau. Hiếm ai xăm đi xăm lại nhiều lần ở một vị trí vì rất đau và kém thẩm mỹ. Nên có thể khẳng định mọi hình xăm của Lệ Quyên đều là hình xăm dán, chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn. Được biết khu vực này của Lệ Quyên có một vết sẹo, cô thường dùng hình xăm để che đi. Do đó hai chữ lốp mới đây nhất có thể không phải dạng khắc trên da thịt, sẽ bay màu trong thời gian gần. Lệ Quyên thay hình xăm xoành xoạch khu vực cổ chân này. Vào tháng 8 năm 2020, Lệ Quyên vướng nghi vấn hẹn hò phi công kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu. Sau thời gian né tránh bàn luận, gần đây cả hai đã cởi mở hơn về chuyện tình cảm. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên tình trẻ. Họ sánh đôi ở nhiều sự kiện lớn, cùng nhau đi du lịch hạnh phúc trong ngày Valentine. Trước những lời chúc mừng hạnh phúc, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đều thoải mái đón nhận. Không chỉ chiếm trọn trái tim đàn chị, mẫu nam 9X còn có mối quan hệ tốt đẹp với bé Kỳ Anh, con riêng của Lệ Quyên. Anh cũng đã gặp gỡ đấng sinh thành của nữ ca sĩ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.